Ở đây có bạn nào đang sử dụng điện thoại iPhone và cảm thấy khó chịu với cái tính năng ở trong phần cuộc gọi? Đó là điện thoại iPhone nó sẽ không tách bạch những cái phần cuộc gọi của chúng ta. Nó sẽ gộp chung hết tất cả những cuộc gọi như là cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, cuộc gọi nhỡ cũng như là những cái cuộc gọi trên Zalo và Messenger nó sẽ gộp ở chung ở đây. Các bạn thấy là nó sẽ gộp chung cả cuộc gọi Messenger cũng như là cuộc gọi Zalo nó đều được hiển thị chung như thế này. Và đôi khi là chúng ta muốn thực hiện một cuộc gọi ở trên điện thoại, tuy nhiên thì lại bấm nhầm sang cuộc gọi ở trên Messenger hoặc là Zalo. Thì mình sẽ chỉ các bạn cách để chúng ta có thể là tách bạch được những cái phần này nha. Các bạn có thể là mở ứng dụng Zalo trên điện thoại các bạn lên và chọn là phần là cài đặt trang cá nhân. Tiếp theo thì trong mục là cài đặt trang cá nhân này các bạn chọn là phần là cài đặt. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn vào cái mục là cuộc gọi. Thì trong cái mục cuộc gọi này nó sẽ có cái mục đó là hiện lịch sử gọi Zalo trên điện thoại. Thì các bạn sẽ tắt cái phần này đi. Thì khi các bạn tắt cái phần này đi thì lịch sử cuộc gọi trên Zalo nó sẽ không xuất hiện ở trong cái mục là cuộc gọi trên điện thoại iPhone nữa. Thì như vậy nó sẽ giúp các bạn tránh gọi nhầm khi mà chúng ta sử dụng ở trên điện thoại iPhone.